Trẻ 2 tuổi biếng ăn phải làm sao để con phát triển toàn diện? Dấu hiệu nhận biết trẻ 2 tuổi biếng ăn. Trẻ 2 tuổi đã bắt đầu biết mình thích món gì và không thích món gì, lúc này con sẽ lựa chọn các món ăn và khẩu vị có sự thay đổi nên dễ biếng ăn. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm bố mẹ cần xây dựng cho trẻ những thói quen ăn tốt. Một số dấu hiệu dễ nhận biết trẻ 2 tuổi biếng ăn là bé ngậm thức ăn không chịu nuốt, khiến bữa ăn kéo dài hơn 30 phút, trẻ không ăn hoặc ít ăn hơn so với khẩu phần ăn tiêu chuẩn dành cho bé 2 tuổi trẻ không có nhu cầu đòi ăn và bỏ ăn trẻ chậm tăng cân không lên cân trong một khoảng thời gian dài trẻ có dấu hiệu nôn chớ hoặc gào khóc khi nhìn thấy thức ăn bé 2 tuổi biếng ăn phải làm sao để con ăn ngon miệng hơn bố mẹ nên tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao trẻ biếng ăn trước tiên bố mẹ quan sát kỹ những biểu hiện tình trạng của trẻ để tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao trẻ biếng ăn và có biện pháp điều trị phù hợp một số nguyên nhân chính khiến bé 2 tuổi biếng ăn là Bố mẹ cho con ăn vặt trước bữa chính quá nhiều, khiến con vẫn no và chưa muốn tiếp tục ăn. Sức khỏe của con không tốt, trẻ cảm thấy mệt mỏi, nhất là sau những đợt ốm, do đường tiêu hóa của trẻ bị rối loạn và bé bị nhiễm ký sinh trùng đường ruột. Do thức ăn bố mẹ nấu không phù hợp với khẩu vị của trẻ, khiến trẻ không thích ăn. Thiết lập cho trẻ thói quen ăn khoa học, bố mẹ hãy thiết lập cho trẻ một giờ ăn nhất định để tạo thói quen ăn cho con cũng như kiểm soát được khẩu phần ăn của bé nghiền nhỏ các loại thức ăn để giúp cho trẻ dễ tiêu hóa dễ ăn và được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết bố mẹ nên nghiền nhỏ các loại thức ăn kết hợp chúng với nhau đặc biệt là trong lúc trẻ mọc răng và bị ốm thấu hiểu lòng con, biết lúc nào trẻ đủ no và dị ứng. Rất nhiều bố mẹ có tâm lý ép trẻ ăn dẫn tới tình trạng nôn chớ và sợ ăn. Nếu tình trạng này kéo dài lâu sẽ khiến bé biếng ăn hơn. Lúc này bố mẹ nên lưu ý những dấu hiệu dị ứng của con trong bữa ăn như đổ mồ hôi, nôn chớ, khó thở, sốt phát ban, đau bụng vân vân tạo cho trẻ những bữa ăn vui vẻ bố mẹ nên cho con ăn cùng bữa với gia đình để tạo không khí thoải mái vui vẻ và kích thích sự thèm ăn của trẻ đồng thời việc này sẽ giúp trẻ ăn ngon hơn và nhiều hơn Ngoài ra bố mẹ cũng không được áp dụng những chiêu trò dụ trẻ ăn nhanh như cho con chơi đồ chơi, xem tivi, điện thoại thông minh, bởi lẽ những cách này sẽ giúp bé sao nhãng, không tập trung vào bữa ăn, hình thành thói quen xấu cho con, chẳng hạn như con sẽ ăn vạ, khóc nhè, không chịu ăn nếu không được xem tivi và điện thoại. Mẹ thường xuyên đổi các món ăn cho con Bố mẹ nên xây dựng cho trẻ một thực đơn khoa học đa dạng với các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, phù hợp với sở thích cũng như độ tuổi của con. Điều này kích thích vị giác của trẻ, giúp con cảm thấy thích thú hơn mỗi khi tới bữa ăn. Đôi khi chỉ là món ăn cũ nhưng mẹ sáng tạo thêm một chút, trang trí hoặc thay đổi cách trình bày bắt mắt, khiến con ăn ngon miệng hơn và nhiều hơn. Với những bé trên 2 tuổi biếng ăn, bố mẹ nên trang trí đồ ăn trái cây thành những hình thú ngộ nghĩnh. Điều này giúp bữa ăn của trẻ trở nên hấp dẫn hơn. Thêm vào đó, đây cũng là tiết học thú vị giúp con làm quen với thế giới nhiều màu sắc sinh động. Trên đây là những cách giúp trẻ 2 tuổi bớt biếng ăn hơn. Nếu các mẹ có bất kỳ thắc mắc nào hãy comment ở phía dưới nhé hoặc gọi vào hotline 0918884666 hoặc 0978166929 để nhận được tư vấn từ bác sĩ Hương. Nhớ like và đăng ký kênh nếu mẹ thấy hay và nhận được nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.